hôm nay trước tất cả mọi người, tôi xin nói một câu thật rất chân tình. Tôi đã đi rất là nhiều những cái khai trương, mà khai trương này là một khai trương trong ấn tượng của tôi vô cùng. Và lúc nãy tôi không biết tả như thế nào nữa trước tất cả các quý vị khán giả, tất cả những tình cảm dành cho Việt Đức của chúng tôi. Tôi là người được sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa. Tôi rất yêu quê hương xứ Thanh và rất yêu Tổ quốc Việt Nam. Chính vì vậy những con người của chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc để làm sao có những cái gì đóng góp cho quê hương đất nước. Nhân dân cá nhân tôi cũng như anh em tại Cộng hòa Liên bang Đức xin gửi lời cảm ơn đến các cháu, đến các công nhân thợ, đến các nhà kiến trúc, đến các anh bảo vệ, đến tất cả mọi người và một dàn ca sĩ đến từ rất xa thành phố Hồ Chí Minh cũng về đây để đóng góp cho buổi khai trương. Một lần nữa tôi xin chúc ngày hôm nay chúng ta sẽ thành công rực rỡ hơn nữa, và lần sau tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ được phép đứng trên sân khấu và sẽ khai trương rất nhiều dự án mới. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa các vị khách quý, lời đầu tiên cho tôi phép tôi thay được thay mặt cho toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Việt Đức xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất tới quý vị đại biểu và các quý vị khách quý. Sau một thời gian nghiên cứu thị trường, ban lãnh đạo chúng tôi đã quyết định đầu tư tòa nhà karaoke Việt Đức Luxury 12 tầng, vị trí chân cầu Đông Hương, đại lộ Lê Lợi, nơi giao thông thuận lợi nhất cho việc để xe của khách hàng. Với số lượng 15 phòng, trong đó có 10 phòng VIP, 5 phòng quý tộc, chúng tôi đã đầu tư nội thất cao cấp và hiện đại bậc nhất hiện nay. Cùng với dàn âm thanh ánh sáng được nhập khẩu từ Đức, đội ngũ nhân viên thân thiện, phục vụ chuyên nghiệp, giá cả phải chăng, karaoke Việt Đức Luxury sẽ mang đến cho quý khách hàng một trải nghiệm dịch vụ karaoke đẳng cấp nhất hiện nay tại Thanh Hóa. Chúng tôi cam kết sẽ luôn làm hài lòng của quý vị khách hàng khi sử dụng dịch vụ karaoke Luxury. Chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý một năm sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn.